Honda đã tạo nên một sự chấn động trong thị trường ô tô Ấn Độ với việc giới thiệu mẫu SUV Elevate mới vào ngày 6 tháng 6. Được thiết kế để cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc SUV cỡ B, Elevate đứng trước sứ mệnh đối đầu với các đối thủ hàng đầu như Hyundai Creta, Kia Seltis, Skoda Kusak, Volkswagen Tiguan, Maruti Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyrider và MG Astor. Đặc điểm nổi bật của Honda Elevate bao gồm hệ thống đèn pha led hiện đại với đèn ban ngày tích hợp led và lưới tản nhiệt lớn với các chi tiết mạ chrome sang trọng. Cản trước tích hợp đèn sương mù và bộ vành hợp kim 17 inch với hai tông màu tạo nên vẻ đẹp độc đáo. Bên ngoài, thân xe được trang trí với các ốp mạ chrome, tay nắm cửa, giá nóc và các cột A và B tông màu đen, tạo nên một thiết kế tương đối ấn tượng. Mẫu đèn hậu led của Elevate cũng lấy cảm hứng từ mẫu xe VQZRV của hãng. Về kích thước Honda LV có chiều dài 4.312 mm, rộng 1.790 mm và cao 1.650 mm, vượt trội so với mẫu HRV với sự ngắn hơn và cao hơn, lần lượt là 72 mm và 60 mm, khoảng sáng gầm 220 mm và bán kính vòng quay tối thiểu 5m2 cùng, với chiều dài cơ sở 2.650 mm tạo nên khả năng vận hành tốt trên mọi địa hình. Nội thất của Honda LV mang phong cách thể thao với màu sắc chủ đạo là đen màn hình cảm ứng 10.25 in, cho hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay Android Auto. Vô lăng 3 chấu thiết kế tinh tế được thừa hưởng từ mẫu xe Honda City. Khoang chứa đồ rộng rãi với dung tích 458 lít, cùng với các tiện ích như cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây và cửa gió điều hòa sau. Về tính năng an toàn, LV trang bị gói Honda Sensing bao gồm phanh giảm thiểu va chạm CMBS, kiểm soát hành trình thích ứng, giảm thiểu trạch làn, hỗ trợ giữ làn, thông báo xe phía trước khởi hành và đèn pha tự động. Xe cũng được trang bị 6 túi khí, phanh ABS, EBD, BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera quan sát làn đường và camera lùi đa góc, tạo nên một môi trường an toàn cho người lái và hành khách. LV được trang bị động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên, tương tự như mẫu xe Honda City, với công suất 121 mã lực và mô men xoắn 145 Nm. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố lần lượt là 15 km cho 1 lít xăng với bản MT và 17 km cho 1 lít đối với bản dùng hộp số CVT. Mẫu SUV hoàn toàn mới của Honda đạt tiêu chuẩn khí thải BS6 giai đoạn 2 và tương thích với E20. Người mua có tùy chọn số sàn 6 cấp hoặc CVT 7 cấp giả lập. Hãng cũng đã tiết lộ rằng mẫu xe điện LVF sẽ ra mắt trong vòng 3 năm tới. Honda LV giá khởi điểm giới thiệu là khoảng 312 triệu cho bản cơ sở và lên đến 454 triệu cho bản cao cấp nhất xe có 4 phiên bản, với 7 tùy chọn màu ngoại thất đơn tông khác nhau cùng với 3 tùy chọn tông màu hai tông. Honda cũng dự định xuất khẩu mẫu xe này sang nhiều thị trường quốc tế từ Ấn Độ. Dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao đến tay khách hàng tại khu vực Ấn Độ trong tháng 9 này.